Hello, xin chào mọi người. Và hôm nay chúng ta sẽ đi phân tích những server mới sau bản update hôm qua, vào ngày 29 tháng 11. Thì Rider 5 sao, Max HP là 13.748 và Max ATK là 11.175, với bộ deck là gồm 3 thẻ Buster, 1 Ad, 1 Quick. Với Buster đánh 4 hit, Ad đánh 4 hit và Quick đánh 4 hit, Extra đến 5 hit. Rồi đối với bộ skill, skill đầu tiên cooldown từ 8 xuống 6 lượt, tăng attack 3 turn từ 10 tới 20% cho toàn team và sẽ giảm cooldown một turn cho một đồng minh. Skill 2 cooldown từ 8 xuống 6 lượt, tăng hiệu quả thẻ Buster cho bản thân 3 turn từ 20 đến 30%, sạc NP từ 30 đến 50% cho bản thân và tạo sao ngay lập tức từ 10 tới 20 sao. Skill 3 cooldown từ 8 xuống 6 turn, cho bất hoại bản thân 3 lần 3 turn và cho đam khích bản thân 3 turn từ 300 tới 500 đam, và NP gain sẽ là 3 turn từ 20 đến 30%. Về phần NP thì đây là NP Buster 8 hit AoE Buster với NP gain là 0.57%. Trước khi gây đam sẽ giảm kháng hiệu quả thẻ của toàn bộ kẻ địch 3 thẻ gồm Quick Art Buster từ 20 đến 40% tùy thuộc vào Overcharge, và sẽ khóa NP của toàn bộ kẻ địch một tên. Sau đó sẽ gây ra đam từ 300 đến 500% tùy theo NP level. Nói chung thì đây là một server mình thấy khá là bình thường, chả có gì đặc sắc cả nha. Đối với bản thân mình thấy, ngoài cái ad ra thì mình thấy đây là một server 5 sao khá là bình thường. Chưa kể là bộ skill thì mình thấy nó cũng hơi tầm thường thiệt. Cho nên là đây là một server mình đánh giá bình thường thôi, không nhiều quá nổi trội ha. Rồi, tiếp theo đó chính là Berserker 4 sao hàng gacha. Max HP là 10.125 và Max ATK là 10.044, với bộ deck là 3 thẻ Buster, 1 Quick, 1 Ad. Buster đánh 3 hit, Ad đánh 3 hit và Quick đánh 4 hit, Extra đánh 6 hit. Rồi, skill đầu tiên cooldown từ 8 xuống 6 lượt, tăng hiệu quả thẻ Buster 3 tên cho bản thân từ 20 đến 30%. Ngoài ra sẽ cho một cái buff đồng hồ cho bản thân 3 tên là tạo sao, tạo 10 sao, là mỗi một tên các bạn có thể tạo được 10 sao nhờ cái buff đồng hồ này. Và ngoài ra là sẽ cho một cái ghost cho bản thân một lần 3 tên và hồi lại từ 1.000 tới 3.000 máu. Skill 2 cooldown từ 8 xuống 6 lượt, né đòn một tên và tăng defense cho bản thân 3 tên từ 9 đến 18%. Rồi skill 3 cooldown từ 6 xuống 4 lượt, hút sao vào thẻ Buster cho bản thân một tên từ 3.000 đến 5.000%, tăng crit dam cho bản thân một tên từ 50 đến 100% và tạo sao ngay lập tức từ 5 đến 10 sao. Về phần NP, đây là một cái NP 4 hit single target Buster với NP gain là 0.67%. Trước khi gây ra dam thì tăng hiệu quả thẻ Buster cho bản thân một tên tùy theo Overcharge từ 20 đến 40% và sẽ tăng crit dam 100% cho bản thân. Ngoài ra sẽ xóa buff né của một kẻ địch và sau đó gây đam cho một kẻ địch từ 600 đến 1.000% tùy theo NP level. Đối với mình đây là một server khá là ok á, vì đây là thiên hướng về crit Buster. Thì các bạn thấy là đây là tăng hiệu quả thẻ Buster là 20% cố định trước rồi nè. Và khi mà các bạn lên skill 1 level 10, các bạn thêm 30% nữa là 50% Buster. Ngoài ra chưa kể là có thêm tạo sao ngay ở chỗ skill 1 nè, và tạo sao ngay lập tức ở skill 3. Khi mà bạn búp ngay cái tên đó mấy bạn được 20 sao. Nói chung khá là ok. Ngoài ra có thêm một cái thủ cứng, đây là một server khá là ok. Chưa kể là extension của ông khá là ngầu nữa. Đấy. Và ngoài ra chúng ta còn một server wifi kỳ này, nhưng chúng ta chưa có thấy được mấy cái ascension hay là gì đâu. Nhưng mà chúng ta có bộ skill Max HP là 12.005
và Max ATK là 8996. Bộ deck gồm 2 Quick, 2 Buster, 1 Art. Thẻ Buster đánh 3 hit, thẻ Art đánh 3 hit, thẻ Quick đánh 5 hit và thẻ Extra đánh 5 hit. Bộ skill, skill cooldown từ 8 xuống 6 lượt. Cho xuyên né đòn, cho xuyên né nha. Cho bản thân 3 turn. Cho crit dam, tăng crit dam toàn team 3 turn từ 20 đến 30%. Và tạo sao ngay lập tức từ 20 đến 30 sao. Skill 2, cooldown từ 8 xuống 6 lượt. Tăng hiệu quả thẻ quick và buster cho bản thân 3 turn từ 20 đến 30%. Và tăng crit dam cho bản thân 3 turn từ 20 đến 30%. Skill 3, cooldown từ 8 xuống 6 lượt. Cho né đòn cho bản thân 1 turn. Ngoài ra sẽ gắn khiêu khích lên bản thân 1 turn. Chưa kể là sẽ cho thêm một cái NP gen khi bị tấn công 1 turn từ 30 đến 50%. Ngoài ra là sẽ có sạc cố định 20% NP cho bản thân nữa. Về phần NP, đây là NP Quick 10 hit single target với NP gen là 0.75%. Trước khi gây ram thì sẽ tăng hiệu quả thẻ quick và buster 1 turn tùy theo overcharge từ 20 đến 40%. Gây ram từ 1.200 cho tới 2.000% tùy theo NP level. Và sau khi NP thì sẽ giảm 20% tỷ lệ chí mạng của một kẻ địch 3 turn. Rồi, đối với mình đây là một servant welfare ngon á nha. Tại sao ngon? Chúng ta có phòng thủ cứng ở đây nè. Nhưng ngoài ra chúng ta có thêm một cái thon. Chỉ khi kẻ địch có xóa buff xuyên bất hoại hoặc là xu hit là xuyên né đó thì mới đánh thủng vô được cái evade này nha. Kết hợp giữa ba cái này nè, là né đòn nè, chiêu khích nè và tăng NP gain khi bị ăn đam nè, nó rất là ngon. Rất ngon trong một server welfare luôn nha. Skill 2 có tăng hiệu quả thẻ và tăng crit dam. Và skill 1 cũng có tăng crit dam ở đây. Ngoài ra có thêm một cái hiệu ứng nữa cho đòn đánh nữa, đó chính là xuyên né. Và chưa kể là có tạo sao mình tích 30 sao. Đấy, đây là một sao mình rất là ngon đấy nha. Đừng đùa, sao mình ở phe kỳ này mấy bạn nên lấy đi nha. Rồi, và đó là thông tin của ba server kỳ này. Thì sắp tới thì tôi không biết là Nagao có ra ở banner 2 không. Nhưng mà nếu mà bạn thấy hay thì cho mình xin một like, một share, xin một sub luôn nhé. Ok, bye bye mấy bạn nha. Bye bye.